Hello guys, video thân này người lên ta. Tôi dùng căn video tour hi video thay mình quân nó à. Video gặp lột lòng na rây ta lên này à. Căn vui cho tôi cái mi căn thar nó giống như là mà thế im thế căn sơn hay im luôn nó tụt thế căn sơn hoàng han video thay còn thế nó thay lo à. Nấu thế thế nên căn cái box à. Chuẩn. Tún video thar ở ma hiền hi haircut le color lắm hoa căn thì tuồng à. Tún thì vắt cho tún tuồng à. Chuẩn tún trong video bên à chuẩn. Video ngay không mà sẽ hay viewer thar để subscribe thar để ta na share tụi mày mọi người mày chú chú còn thì đơn này đơn cần video tụi chú em ngồi hi hay cần pha để ta nấu bằng mò cần pha để cần nấu bằng để ta hiến em đi salon à ăn mặn ăn chi để professional product color ra mò shampoo mò để conditioner mask để mò khát tiền professional product không khác thì cần pha để nấu bằng mò cùng kinh lâu thì mana ta na thả em thả lâu em thì khá này đó na chuẩn ở bên lâu ngoài thả là chuẩn thả thì chuẩn không em lâu like là lâu share là chuẩn mình lâu subscribe sắp đón nha là sắp đón ta nha chuẩn tu na còn sử dụng thì professional product anh ti hao hay color te nên chú shampoo te conditioner te mask te nên chú keratin te permanent setting te hong rong rong hi cần pha tế cùng sồn anh đi mò cùng sồn và thôi anh đi mò cùng tiếng lâu mò anh thì cũng mà chơi nghe mặn thế thì ha anh ta thế đang cần pha tế hay cùng pha sồn cùng sồn và thôi anh kiếm mà chứ anh là professional ở đây khi mặn tiếc đầu tuần này shampoo tế conditioner tế mask tế để cái là tiêm tiêm mình nào tế color tế hậu tế cùng sồn và thôi anh kiếm mà chứ thì sau đầu tuần này begin shampoo này conditioner phải chú ấy chemical ammonia để ôm ta thế nào cũng đâu tập buộc ha anh đi các sự thăng lai anh đi á lưu vốn anh scal thăng lai để anh đi vàng khăn mặn sắc lâu mặn tiếc lâu tuổi này anh đi tan bị khăn xiêm ôm ta dần dần baby oil để baby conditioner để baby shampoo để baby powder thì sáng nay thì han nó còn tan bị khăn xiêm anh đi khá khá nó bằng tan bị khá nên mà người ta hàn ở sân nhóm thấp khá khá mình tour anh ta em đi professional pro là khâu hi mình tiêu lộc tour anh khá khá các bạn sẽ độ chú anh nhá khá khá anh hãy cần phát tan nó bằng tan sẽ tour nên mấy người chú video hồ tế thì mấy thêm mà sẽ khá khá bồi mỗi em mà khá video thar ông mai các bạn tiêu rồi anh cùng song bắt thu mình thêm mát chú em đi professional pro là khâu hi mình tiêu lộc tour mà người ta hàn ở sân nhóm thì khá xây đồ anh em.